Trời, nó cỡ này thôi chịu sao nổi chứ gì. Bước mà đang em tỉa ngày ít mà tỉa liên tục. À lửa. Nó chích méo là cắt. Ừ. Mà méo là cắt. Lửa thôi, có anh này anh chăm. Mới bỏ gì vậy? Bỏ trời dạ với sao giờ đòi nữa. Mà nó ra thấp thấp nhìn nó đã quá gì ha. Còn thấp không à? Dưới đất không à? Bữa trước mấy đứa Đắk Lắk ra đòi chốt vườn. À mua hả? Ờ. Nó kêu riêng sầu thấp thấp này vườn một thằng nó cắt ngày rồi xong. À nó đỡ công biết mấy hả? Cái cây đây chú cũng không cắt nước nè. Đây coi vườn của chú Thanh. Ừ. Sao rộng không? Có hái là được rồi. Nhỏ. Hả? Nhỏ rộng nhỏ rộng lên không? Đủ mà, đủ trái mà gì? Còn cây vậy. Hả? Cây cây à. Ừ. Méo một tròn có. Đều mà. Nó rộng có miệng đủ trái là được rồi. Rồi sao đục trái rồi? Xịt nó chưa? Chưa xịt đâu. Xịt đi em, cái con nó khó chịu lắm. Núp 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 ở đâu ở đồng ơi. Đủ trái. Chú cha đi đọt vậy à? Đi như nó muốn mà. Mà nó không chân này nó hết rồi. Cái này đâu sợ nữa. Con mấy con nhỏ đam này em cũng ghê quá. Đủ trái rồi, để coi 1 2 3 4 5 6 7 10 1 2 3 4 5 6 7 bốn mấy trái. Để cho nó xảy dần xảy dần. Ừ. Nhà lá bữa được lắm mà xịt nhiều quá. Nó đi dữ quá mà. Bữa đang trùng nó nhà. Chặn đọt đi em, chặn. Nhưng mà cũng không sợ đâu gì, cỡ này được rồi. Cây này xả để nhiều cho sợ luôn. Ừ. Dừ trái mà. Nhưng mà em vẫn chặn đọt nha. Mới xịt cách đây 3 ngày. Ừ. Này chưa thấy đâu nha, nó mở lá là nó rụng tiếp á, cả ký nó vẫn rụng như thường nha. Xịt gì? Vẫn phải rụng. Em xịt món gì? Anh Vinh là điều hòa sinh trưởng mà. Ra đậm đậm mà chứ còn ít quá. Hoa ra xanh đấy. À ra hoa xanh. Mưa dữ quá thì nó rụng, mà bữa trước nó hơi rụng rụng mới về đây 3-4 ngày xịt phát này nó mà rụng. Mà nó nhiều quá nó phải rụng thôi chứ giờ sao vậy? Đang nhiều thì nó phải rụng nè. Cây 30-40 trái không? Rồi nó lứa bói mà. Bói không? Chút chút có trái đầy luôn này gì? Đâu chú Thanh đâu mất tiêu à? Ui da, xịt nha em, cỡ này nó mở lá là dính chưởng á. Cỡ này nó chưa đâu, nó nhú nhú vậy thì mình chưa thấy nó ấy đâu, nhưng mà nó mở là rớt hết. Mấy cây này đậu đậu vàng mấy cây nhỏ. Ồ, vẫn còn rụng ảo ảo này. Mà nhiều mà. Nhiều quá. Rút ra. Đâu, chú Thanh đâu? À, chú Quang, quên. Tầm dưới chú Quang. Trời ơi, nó cỡ này thôi chịu sao nổi chứ gì. À, bước mà đang em tỉa ngày ít mà tỉa liên tục. À lửa. Nó chích méo là cắt. Ừ. Mà méo là cắt. Lửa thôi, có anh này anh chăm. Mới bỏ gì vậy? Bỏ ra hả? Dạ. Cây vớt mấy ký gì? Cây ba lạng, bốn lạng mấy ký gì. Chu. Xịt xịt quất cái sao nó đứng đọt đi em ơi, ướm ăn quá. Xịt quéo
Ờ cái này nó đi mạnh đọt quá. Tùy cây à, rút cây. Làm gì chú? Ra mà không lên clip mà làm gì? Hả? Ra mà không lên clip mà làm gì? Còn báo quá thình lình quá mà. Ừ. Sao? Sao? Tình hình thấy được không? Chưa được đâu chú, xịt chặn đọt ở đây còn trái thì nó đủ rồi mà chú để đi đọt là dính trưởng. Mới chặn được 3 ngày, 4 ngày. 4 ngày hả? Nếu mà cảm thấy mà bắt đầu mà nó đổ như cây này mà bây giờ ví dụ như nó rụng nữa. À hả? Chú đốt luôn. Rụng trái hả? Nếu mà rụng, còn nó không rụng thôi. Ờ đốt đi. Hả? Đốt đi. Nó không rụng thì không. Này cái đọt này nó chưa có mở lá là chú thấy nó không sao nha, nó xịt nó đứng lại ba ngày này đó nghe hả, nó mở lá là nguy hiểm lắm. Đây này là cách đây cỡ 8 ngày à, là nó phun đều rồi hết là chú xịt chú xịt xong rồi á, có mưa mấy ngày liền là nó bắn ra rồi chú mới xịt lại ngày hôm kia là bây giờ nó đứng mấy trăm đồi bây giờ mở luôn rồi. À nó đứng ra mà nó hở ra là dính à. Dư trái rồi Dũng. Hả? Dư trái rồi. Dư thế. Dư đây mà nó để hết là chắc cây nó chết luôn, sang năm khỏi một phần. Chết không, chết là nó yếu cây. Chết mấy cành đực. Dư cách chú để cho nó xả thoải mái đi. Đều hết trái luôn à, trong ấm. Đi qua mấy cây khác chưa thật rồi. Kệ nó đi. Dưới này ra trái có phần nhỏ hơn. Mà thì nó ra hoa sao? Cái này nó rụng hay là tỉa vậy chú? Tỉa có, rụng có. Nó rụng đây cái cát tỉa đây nè. Dạ. Đây. Đó là bấm tỉa hả? Mình cắt cái chứ. Đó. Trời ơi nhìn đi. Cái do đũa đậm cá nhiều quá đốt lá miết mày. Nó sung quá hả? Ở cây này nhỏ nhỏ mà ra cũng mới luôn ha. Đó, đây là giờ tính ra dư trái rồi. Nhưng mà những cây này an toàn này Duy ơi. Gì? Mấy cây như vậy là an toàn nè. Cái dàn trái với lại dàn lá nó nè. Không sợ, những cây kia nè. Mấy cây này là mấy cây không cắt nước. Không cắt nước hả? À, tưới đây nè. Hôm thằng Duy nó xới lên nó đổ cái cỏ mà xay ủ á. Dạ. Rồi lắp lại đây. À. Cắt nước mà sao nó ưng nó ra bông rồi kỳ mẹ nó lại đậu. Nhỏ cái này nè, cái này nguy hiểm này, cái này chú phải che xịt thêm cho nó đi. Cái này chú phủi phát rất hết nhưng mà chú để qua thử nó cũng có trái nhưng mà đọt nó tu tủa gớm quá. Ừ. Như ra muống không à. Thấy sợ hả? Trời mấy cây này cũng cây dạng nhỏ, năm rồi mình ngồi đâu mà chỗ này mình kêu này. Cây nhỏ mà. Trời. Cái hàng đây là cái hàng nhỏ. Úi trời. Để nhiều luôn chú. Hôm nay để trái nhiều luôn. Cây này nó chưa ra luôn hả? Cái này không ra. Chưa đâu. Nó mới 2 năm mà ra cái gì. Ra nó chết luôn. Đây. Trời dạ dễ sao giờ đòi nữa. Mà nó ra thấp nhìn nó đã quá gì ha. Còn nó thấp không à? Đậu dưới đất không à? Bữa trước mới đi Đắk Lắk ra đòi chốt vườn. À mua hả? Ờ. Nó kêu riêng sầu thấp này vườn một hàng nó cắt ngày rồi xong. À nó đỡ công biết mấy hả? Cho cây đây chú cũng không cắt nước nè. Cái này hả? Ờ mà chú để nó đi đọt luôn. Để tự nhiên không? Ờ chú để nó đi đọt luôn. Đây cái đường chú quanh đây nè thấy không? À đấy chú xới là chú tưới điều đấy đây. À. Cháu thấy còn cái đường bên này chứ nhìn dạng lá đúng đã mà thì... đâu có biết là nó ra bông không thấy không để ý hả? À mà nó buộc là đường nó ra bông rồi đây rồi. Đó. Nó đậu hết trơn à thì cháu mà nó thấp trời ơi, cái này chỉ ngồi dưới đất luôn chứ làm gì đấy mà hồi cái lúc nó nhỏ kia thì mình thật kia nó ít trái cái trái. Yeah. Đó bây giờ về mới thấy trái nhưng không để ý nó không sát mà tại vì không phải nó đi nó không cắt nước nó. Yeah. Vẫn tưới dù bình thường nó đi đọt bình thường. Đây không phải do cây đây nó nhỏ quá. Yeah.
mà tao biết là nó đi một cái đợt nó ra chắc không phải cái đợt rồi, nó ra chắc 40-50 phân á. Dì để 20 trái luôn nha dì. Cái này nè. Vậy sao? Vậy sao rồi? Cái này thẳng này. Cái đồng đất luôn kìa. Dạ. Nếu mà như cái cây này á mà có hồ mà chú cắt nước mấy thằng kia để chú tưới là nó chỉ ra tới đây thôi nè. À. Mà bây giờ nó ra cái lá vậy. Là cháu biết. Thậm chí chú kia từ mẹ. Phong mẹ hả? Mình cũng biết sao. Trời ơi. Đợt yếu cả 10 ngày nay rồi bây giờ nó vẫn đầy mà. À nó giữ lại thôi đúng không? Cái chứ đợt bữa nay mở lá rồi đó chứ. Nó mở lá lại mấy cái này nhỏ quá chưa trái ha. Ừ. Đây là cái này để chú. Ồ ra đọt quá trời luôn nè. Cái này rụng nữa. Thôi. Nhưng mà nó chịt hãm đứng luôn, giữ đứng luôn rồi chú ơi. Đây cái phía đây là cái gió, nó không có lá này. Dạ. Bây giờ là nó phun bột mình thấy mới giữ. Cái phía này bị gió là nó đây cái dồn vô là phía bên này là không có lá đâu. Nhóm kiểu này là nó mở lá là mình đỡ không lại á. Mở đây nè. À, đây. À là rớt lên lên lá non luôn. Nhưng được. Mà cái lá nó ra nó có nở nó ra cỡ này thì cũng không sao. Quíu đầu hết ha. Tại vì bây giờ nó đang có rầy nữa cháu. Dạ, để nó. Đây, rầy nó hít đây. Đấy cho nên chú kỳ mẹ đi chú gắn chú để im cỡ 5-7 ngày nữa chú ưng chú đai một phát trời ơi. Bói mà nó ra cỡ này chịu hay nổi chú Thanh à, chú Quang hả? Bói mà thì vậy. Cái này để cỡ 2 trái nhánh này 2 trái là dân dân cừu bắp bỏ luôn á. Không để nó chứ anh xong nó chết mà. Đó mấy chết chắc luôn cái này cái cành này anh ta không luôn. Nhưng mà cành đó cứ để nó ăn đi cành đực mà em ăn xong năm nay nó cũng chết không ăn nó cũng chết yếu mà để ăn cành đó bộ nhá nó cho cũng được để đủ học không về bữa cắt cái nào ấy to rồi cắt cái vội gì đâu cắt được bừa dạ. Không sợ lắm thừa trái mà cái cành kệ bao nhiêu cây bao nhiêu cây hết chú Hoàng. À, chú 150 150 cây có trái hả? Cây này coi. Cái này vô phân được mấy cử rồi chú Quang? Chú vô phân cử này là cử thứ tư. À. Thứ tư là một lần chú bỏ cái này là lần đầu á, cử đầu là chú bỏ 2 lạng. Dạ. Yeah. Qua 10 ngày sau chú bỏ 2 lạng. Cũng một loại phân đó thôi. À, chú bỏ 11, 12, 18. Đúng rồi. Xong rồi cử thứ 3 chú bỏ 3 số 16. Bạn nhau 16 của Nga. Dạ yeah. Rồi. Rồi là bây giờ là chú quay lại cái đợt mưa này á, là nó bị đọt cái này. Dạ yeah. Là chú lại bỏ 11, 12, 18 lại. Chú mới bỏ sáng nay dần lại đúng không? Mình lại. vừa dần rễ mà yeah. Dần sơ thôi yeah. chứ cái đây mà chú bỏ cỡ 4 lạng kali trắng thì đứng ngắt hết luôn à, nó lớn không lớn trái nổi mà anh chú bỏ vậy không lớn cái đúng rồi dạ từ từ ra. mình đốt rễ nó thì lấy gì dinh dưỡng đâu nó nuôi nó già trái. Ủa. Cái này bị rớt hết trơn à? Cái này không tí nó mới cắt cành á nghe hả? Nó mới cắt á nhưng mà nó không đậu trái mà không cái nó nhỏ mà nhỏ mà khiếp vẫn tháo ào ào ha tháo chứ nhưng mà mấy thằng nhỏ là tháo cái này chưa chắc đâu cái này chưa chắc đâu cái đọt nó ra dữ quá chúng xịt cái thấy đọt đi đỏ cây mà kiểu này đọt đi đỏ cây mà chú xịt cho nó khẩn lại hết luôn. Ừ, chú xịt một phát là coi như đứng im đứng nhát luôn, rớt luôn. Cái đây còn phải cắt ưng. Ừ, cái này nhiều quá. Nhưng mà đây nó rụng hết cái eo rồi đây này dạ. Đó, nó tự nó tháo rồi, gì cắt chưa? Gì nó mới tháo? Cắt nhiều chứ. Mà này nó tròn trái chúng mà nó trái nó không có bị
bị méo gì dữ lắm đâu. Ồ, bị rầy nè. Rầy rầy rầy, xuống chưa xịt xuống. Không, mấy nước dính. Có một số bắt đầu có rầy. À, có rệp sáp. Bắt đầu có rầy. Cái này thì chú định xịt bo với mười ba bốn mươi mười ba à lăng cao. Ừ, gì vậy? Với chú tìm thêm viên G3 nữa được không? Không cần đâu, chú định kèm thêm viên G3 với chú tụng thuốc này thôi, tụng mạch san được. Cờ. Chú hay xịt mạch san. Mạch san hả? Mạch san. Mạch san nó là hệ XC. Cờ. Cái nào diệt được mình xịt. Đây thôi, hả? Đây. Đâu? Đây, nó đang. Nó rớt hả? Nó đang lả tả đây. Dạ. Yeah. Đây. Không cho nó rớt luôn hả chú? Rớt cái chú thủ phát rớt hết. Rớt hết chắc nha. Yeah. Nếu mà bây giờ chú xịt một phát nữa là cái lá này rớt nè. Dạ. Yeah. Cái đọt nó dữ quá, nó ra kinh hồn quá. Đây, để nó 3 ngày rồi hả chú? 3 ngày. 3 ngày chưa rộng mạnh mấy không? Một phi vậy chú pha bao nhiêu? Chú vừa rồi chú uống một chai anh viên của anh gì đấy. Rồi một anh viên. Chai anh viên là cho 2 phi mà chú uống 1 phi. Dạ. Cộng với gì nữa? Cộng 1 ký MKB. À, 2 phát nữa. Nửa chai ra hoa xanh. Nửa chai đúng rồi, đậm rồi. Nửa chai đại ngang đó. Dạ, đại ngang. Làm thêm cử nữa đi chú. Chú mà chú quýnh cái chai đại ngàn, chú quýnh một phi, chú quýnh một phát là... Chú làm cử nữa đi. Là sao mấy? Chân. Nhưng mà chú quýnh cái đại ngàn mà một phi á. Là chú biết không? Chú sợ là sợ cái lá này. Lá già hả? Chú sợ là sợ cái lá già này. Nó mà biến đổi sắc là rồi. Đó là mẹ nó sang năm là củi chùm mạch luôn á. Không, sao? Đi lên phía trên thử chú.